hãng Usky đã giới thiệu những gì họ mô tả là một giải pháp tiết kiệm năng lượng, thông minh, đi trên các phương tiện giao thông trên khắp các tiểu vương quốc. Đây là một giải pháp rất độc đáo. Đó là nó thực sự có thể biến đổi cơ sở hạ tầng di động của khu vực chúng ta. Chiếc khoang nhỏ, 4 chỗ ngồi lướt trên bãi cát của một đường thử ở Sahara, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một giải pháp vận chuyển tương lai do một công ty Belarus, một khoang hành khách đường sắt cao tốc có thể di chuyển với tốc độ 600 km/h và cách mạng hóa dịch vụ hành khách đã được ra mắt tại Công viên Công nghệ và Đổi mới Sahara. Không có công nghệ nào, và dự án thực sự là tốt hơn dự án Usky. And project than the Usky project.